Chào anh em. Video này là cửa hàng quay test giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly cực kỳ đỉnh luôn của dòng Victor. Con âm ly này cửa hàng đã bán tầm 3-4 con và hôm nay lại có. Và tôi đang đấu vào một đôi loa, có thể nói là đôi loa rẻ tiền nhưng chất âm gọi là dội bom luôn. Nếu bác nào đã xem video của kênh cửa hàng tôi thì sẽ biết con âm ly Victor SX, con X900 này bán giá 5 triệu, công suất là 225W điện 100V, sản xuất tại Nhật, đánh A, B cộng B. Chất âm thuộc dạng đỉnh cao luôn về chất âm, giá 5 triệu nhưng với con âm ly này lúc nào tôi quay tôi cũng dám khẳng định các bác, chất âm của nó gấp đôi, gấp 3 lần giá trị sản phẩm. Nó có thể đánh bát 30, 35 đơn giản hoặc kể cả bát 40. Bởi vì các bác phải hiểu ấy, loa bát càng to càng dễ ghép. Con âm ly này, đây quay gần để anh em xem. Nó có bụi bám trên mặt và màu đen thì quay nó sẽ bụi nó bám nhìn rõ anh em nhá. Còn hình thức nó đẹp xuất sắc luôn. Chỉnh bát chép đầy đủ, tôn nhạc. Anh em bấm sáng có tác dụng lao lớt này. Còn cả cái chụp ở đầu này, đó. Với con âm ly này có thể ghép được tất cả các loại loa. Đẹp thì không thể đẹp bằng những con âm ly 9-10 triệu nhưng nó có thể đánh được rất nhiều loa. Đấy là con âm ly này. Bên trái, bên phải. Cái này để giữa hết nhá. Đường tép các bác không chơi không được bấm. Tôi đang chạy tín hiệu vào X. Và nó có 3 khoảng âm thanh to nhỏ. Nhỏ nhất là 12, to nhất là mức 0. Đó. Đánh nó khỏe, tiếng nó ra, nó dày dặn, nó ấm. Đôi loa đang ghép là đôi loa Technic SV6 giá 5 triệu. Kích cỡ là 60 x 35 x 30 325. Zin tuyệt đối luôn. Anh em hãy đeo tai nghe, nghe qua bộ dàn để cảm nhận về chất âm nó đỉnh như thế nào nhá. Đét chưa các bác? Tôi sẽ mở một đoạn nhạc khác cho đoạn nhạc lời đi. Với con âm ly này lúc nào cũng dành cho nó từ trên tầm tiền luôn về chất âm. Con Victor X900 này rất rẻ mà lại được hay, khỏe. Các bác có thể ghép vang, hát karaoke. 5 triệu chỉ có 10 triệu thôi nhưng chất âm nhiều của bộ 20-30 triệu phải ngước nhìn. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào, những buổi tan trường thường hay tìm nhau. Con Pioneer này chất âm nó kiểu khỏe căng như con âm ly này quá nhá. Pioneer này mình có video trước rồi. Mấy mẫu ly này thì đều có video bán xuất từ thời gian trước nhưng có hàng là lại quay giới thiệu các bạn. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la, những chiều đông quân đèn rừng gặp hoa trắng ngày xưa. Giải bát bát giải chép rõ ràng thì tiếng căng, đó là chất của con âm ly Victor X900 này. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió
em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Cái chất âm của nó to, nó dày dặn, dài âm. Ước hẹn ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cùng.